Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 330 và 331. Thông cáo bên trong, đối với lần này sự kiện, tiến hành tương đối cặn kẻ trình bày, đối với rất nhiều vấn đề người có trách nhiệm, cũng tiến hành trừng phạt, như thành vệ thự thự trưởng liễu trình, chưa hết trách nhiệm tẩn trách, bị trực tiếp hủy bỏ thành vệ thự thự trưởng chức, thống lĩnh cổ tấn cùng phó thống lĩnh cảnh Đức Nguyên, cùng với tự mình đuổi bắt tần trần đại đội trưởng quản Vĩ. Thì bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật, chà đạp vương triều luật pháp, bị xử tử tại chỗ, đồng thời xử tử, còn có một số đối với tần trần thực hành qua bạo lực thành vệ quân, hắc lao khu phó thống lĩnh ngụy song thành, bởi vì chức vụ phạm tội, bị miễn đi phó thống lĩnh chức, phế bỏ tu vi, biếm ra thành vệ thự, thậm chí ngay cả tam hoàng tử lưu nguyên hâm, cũng bởi vì tham dự trong đó. Bị đóng chặt 3 tháng, chịu đến trừng phạt, chủ nhà họ lãnh lãnh phi phàm, cũng bởi vì nhúng tay thành vệ thự công sự, bị tạm thời tạm giam đứng lên, tiếp nhận điều tra, trừ cái đó ra, ngược lại cũng không phải tất cả mọi người đều bị trừng phạt, như nguyên bản thành vệ thự hắc lao khu đại đội trưởng Điền Đam, liền bởi vì chấp pháp công chính, được bổ nhiệm làm thành vệ thự phó thống lĩnh. Đồng thời tạm thời đại diện của thống lĩnh công tác, thăng liền mấy cấp này thông cáo vừa ra, toàn bộ hoàn thành oanh động, vì đó rung động, từng cái thế lực đều nghẹn họng nhìn trân trối, rung động không thôi, đặc biệt là tham gia phùng gia đại hôn, biết sự tình chân tướng một chút thế lực, càng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn cũng mộng bức, bọn hắn đều rất tin tưởng tần trần diệt phùng gia sau đó. Lãnh gia ác hẳn sẽ không nghĩ, chuyện này nhìn bề ngoài, là thành vệ thự cùng tần trần ở giữa xung đột, trên thực tế, nhưng là lãnh gia cùng tần trần ở giữa giao phong, tại tất cả mọi người trong tưởng tượng, tần trần một cái nho nhỏ năm nước đệ tử, dám như thế đắc tội lãnh gia, kết quả sau cùng, ác hẳn vô cùng thê thảm, có thế kết cục, lại ngoài dự liệu của mọi người. Tần Trần bình yên vô sự, ngược lại là chủ nhà họ lãnh, bị tạm giam đứng lên, tiếp nhận điều tra, làm cho tất cả mọi người cũng lớn ngoài dự kiến, càng có người nhận được tin tức, tại Tần Trần bị thành vệ thử mang đi sau đó, Đan cát, khí điện cùng huyết mạch thánh địa, đều từng hướng thành vệ thử thực hiện qua áp lực, nhưng đám người trố mắt nghẹn họng đồng thời. Đều không thể lý giải, một mặt mộng bức, trong hoàng cung, bịch một tiếng, tam hoàng tử lưu nguyên hâm hung hăng đem trước mặt ly chén nhỏ đánh thành nát bấy, diện mục vô cùng dữ tợn, không nghĩ tới cái này tầng trần sâu như vậy giấu không lộ, có thể nhường đan cát, khí điện cùng huyết mạch thánh địa nhiều người như vậy, xin tha cho hắn, làm hại ta tại phụ hoàng trong lòng ấn tượng giảm lớn. Bị cấm túc 3 tháng, giờ khắc này, lưu nguyên hâm trong lòng nhịn không được sâu đậm hối hận, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Tần trần như thế cái nho nhỏ năm nước đệ tử, vậy mà lại có bối cảnh như vậy, nếu như hắn sớm biết sẽ có hậu quả như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lẫn vào đến trong chuyện này đi, vốn là đây hết thảy chỉ là lãnh gia cùng tần trần ở giữa xung đột, có thế hết lần này tới lần khác hắn nhất định phải cấm vào trong đó, cuối cùng đưa đến hậu quả như vậy, chỉ tiếc bây giờ lại hối hận, đây hết thảy cũng đã không cách nào vãn hồi, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, coi là mình bị cấm túc sau khi tin tức truyền ra sẽ ở trong triều đình dẫn phát bao lớn oanh động, chính hắn một luôn luôn chịu đến phụ hoàng sủng ái. Cơ hồ bị ca tụng là đời tiếp theo đại uy vương triều hoàng đế người nối nghiệp hoàng tử, sẽ thiệt hại bao nhiêu nhân khí, mà hết thảy này, vẻn vẹn bởi vì hắn ngấp nghé mấy cái năm nước đệ tử tạo thành, đáng chết, cũng là cái kia tần trần làm hại ta như thế, nói không chừng đây hết thảy, cũng là ngũ đệ thiết kế hãm hại bản điện, bằng không một cái nho nhỏ năm nước dân đen như thế nào dẫn tới đan cát, khí điện cùng huyết mạch thánh địa ba thế lực lớn này chú ý, lưu nguyên hâm diện mục dữ tận, đem đây hết thảy kết quả, đều thêm ở tầng trần trên thân, đáng chết tiểu tử, ngươi chờ, ta lưu nguyên hâm, sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, tam hoàng tử cắn răng gào thét, móng tay sâu đậm chui vào trong lòng bàn tay, mà lúc này, lãnh gia cũng lâm vào một mảnh loạn lạc bên trong. Gia chủ bị giam giữ, này đối lãnh gia tới nói, không thể nghi ngờ là trời sập đồng dạng tất cả trưởng lão đang thương nghị sau đó, trước tiên, thông tri đang lúc bế quan bên trong ông tổ nhà họ Lãnh Lãnh Phá Công, mà bị đã quấy rầy bế quan Lãnh Phá Công, khi biết đầu đuôi sự tình sau đó, khuôn mặt sắc lập tức âm trầm đáng sợ, bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm chế. Một đám phế vật, thậm chí ngay cả một cái năm nước đệ tử đều không giải quyết được, thậm chí phá hủy lão phu bế quan, các ngươi này một đám gia hỏa, cũng là ăn phân sao, Lãnh Phá Công lạnh lùng đảo qua đám người này lạnh giọng quát lớn cảm thấy lãnh phá công như là thật ánh mắt lãnh gia tất cả trưởng lão trên thân không khỏi bốc lên một trận hàng ý mồ hôi lạnh chảy xuống lão tổ chúng ta cũng không ngờ tới tiểu tử kia vậy mà có thế dẫn động đan cát khí điện cùng huyết mạch thánh địa ba thế lực lớn này nói hộ cuối cùng thậm chí ngay cả lưu huyền duệ đều kinh động vài tên trưởng lão nơm nớp lo sợ nói đem trách nhiệm đẩy ở đan cát khí điện cùng huyết mạch thánh địa trên thân dẫn động ba thế lực lớn này nói hộ lãnh phá công nhíu mày một cái. Đạo, cái này sao có thể? Các ngươi không phải nói tiểu tử kia chỉ là năm nước đệ tử sao? Làm sao lại rước lấy tam đại thế lực kịch liệt như thế phản ứng, lão tổ, tiểu nhân cũng không tin tường A, à, bất quá căn cứ vào chúng ta phải đến tin tức, đích thật là tam đại thế lực tại từ trong dở trò, lúc này mới rước lấy lưu huyền duệ chú ý, lãnh minh bọn hắn vội vàng nói. Trong lòng đối với tần trần hận đến nghiến răng nghiến lợi nếu không phải tần trần nguyên nhân nhà bọn hắn chủ làm sao sẽ bị hoàng thất giam huống chi tần trần phía trước còn tiêu diệt bọn hắn lãnh gia dưới quyền phùng gia trong lòng bọn họ mãi mãi cũng sẽ không cân nhắc đến nếu không phải bọn hắn trước tiên muốn đối tần trần các bằng hữu ra tay ngấp nghé trên người bọn họ truyền thừa tần trần há lại sẽ đối phó phùng gia có lẽ trong lòng bọn họ tần trần dạng này năm nước dân đen nên bị bọn hắn khi nhục a à, lãnh phá công nhìn thấy vẻ mặt của mọi người gặp bọn họ thần sắc không giống giả mạo, không khỏi nhíu mày, thân là thất giai vũ vương, lãnh gia nhiều năm người cầm quyền, lãnh phá công đối với hoàn thành cách cục, e rằng so bất cứ người nào đều biết tin tường. Đan cát, khí điện, huyết mạch thánh địa ba thế lực lớn này, luôn luôn độc lai độc vãng, lẫn nhau đều có rất ít liên quan, làm sao lại đồng thời vì một thiếu niên đứng ra, có thể tạo thành cục này thế, có lẽ chỉ có một cái khả năng, đó chính là hoàng thất tại thiết lập ván cục nếu như cái này tần trần là hoàng thất người, đây hết thảy, cũng là hoàng thất cùng tam đại thế lực diễn xuất tới một hồi trò hay. Đã như thế, mới có thể nói phải thông, chẳng lẽ là ta lãnh gia thế lớn, lưu huyền duệ tên kia cố ý nghĩ làm chúng ta, lãnh phá công trong mắt hơi hiếp, trong mắt bắn ra một đạo hàng mang, đây không phải không có khả năng, những năm này, lãnh gia không ngừng phát triển, thậm chí đã bao trùm ở năm đó nguyên gia phía trên, nếu nói vương triều hoàng thất kiên kỵ nhất chính là ai. Tuyệt đối là bọn hắn lãnh gia không thể, chút thủ đoạn này cũng nghĩ phá đổ chúng ta lãnh gia. Cái kia Lưu Huyền Duệ có phần cũng quá ngây thơ, lãnh phá công lạnh trên một tiếng, lấy lãnh gia thế lực bây giờ, Lưu Huyền Duệ muốn động bọn hắn, không khác người si nói mộng, trừ phi đối phương căn bản không quản đại uy vương Triêu chết sống, hắn lãnh gia cùng với thế lực sau lưng liên hợp lại. E rằng toàn bộ đại uy vương Triêu đều có thể bị trong nháy mắt xé rách, dù sao, bọn hắn lãnh gia nhà Liên Minh Bây giờ nắm giữ toàn bộ vương triều ít nhất năm thành trở lên mạch máu kinh tế. Tại như vậy trong một cái thế giới, ai trưởng thống lấy kinh tế, người Đúng nào khi, Tại chính thức võ lực của phía trên, hoàng thất cũng không chiếm giữ quá nhiều ưu thế, chỉ là một lần, lãnh gia đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa lãnh phi phàm cũng đã bị hoàng thất áp đứng lên. Muốn cứu ra lãnh phi phàm, muốn không trả giá một điểm đại giới là gần như không có khả năng. Các ngươi ở chỗ này chờ, lão phu đi một chuyến hoàng cung tìm Lưu Huyền Duệ Lão Nhi nói một chút. Trước đêm là thường cứu ra lại nói, lạnh rên một tiếng, lãnh phá công biết tiếp tục ở nơi này nghỉ tiếp cũng không bất cứ manh mối nào, lúc này rời đi lãnh gia, trực tiếp đi tới Hoàng Cung, trong Hoàng Cung, biết được lãnh phá công tới trước tin tức sau đó, Lưu Huyền Duệ trước tiên triệu kiến đối phương, Lão Phu lãnh phá công, gặp qua bệ hạ, tiến vào đại điện phía sau. Lãnh phá công hướng về Lưu Huyền Duệ chắp tay, liền trực tiếp phẫn nộ nói, bệ hạ, lão phu lần này đến đây, là nghe nói ta lãnh gia gia chủ lãnh phi phàm bị bệ hạ giam giữ ở trong thiên lao, không biết ta lãnh gia chủ đến tột cùng phạm vào tội gì, cần bệ hạ đem hắn xem như phạm nhân một dạng tạm giam, lãnh phá công âm thanh to, mang theo ngữ khí chất vấn, thanh âm biết tai nhức ốc tại trong đại điện quanh quẩn. Cho người ta một loại ù tai hoa mắt cảm giác, thiên vũ đại lục, võ đạo vi tôn, toàn bộ đại uy vương triêu, đứng đầu nhất chính là vũ vương cường giả. Lãnh Phá Công thân là lãnh gia lâu năm Vũ Vương, liền xem như đối mặt Lưu Huyền Duệ, cũng không có mảy may e ngại, bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy hoàng thất thực lực, căn bản không làm gì được hắn, gặp Lãnh Phá Công sau khi đi vào. Lớn lối như thế, thậm chí mang theo ngữ khí chất vấn, Lưu Huyền Duệ bên cạnh hoàng tổng quản, lập tức tức đến sắc mặt trắng bệch, liền quát lớn, "Lãnh Phá Công, đây là thảo luận chính sự điện, đối với bệ hạ tôn kính chút." lãnh phá công khinh thường mắt nhìn hoàng hoáng, hừ lạnh nói, một cái hoạn quan mà thôi, lão phu tại cùng bệ hạ nói chuyện, vòng đến ngươi xen vào sao. Ngươi, làm càng. Hoàng hoáng tức giận đến toàn thân phát trung, còn muốn nói điều gì, cũng là bị Lưu Huyền Duệ đưa tay ngăn cản, chỉ thấy Lưu Huyền Duệ mỉm cười nói, lãnh lão gia chủ không cần phẫn nộ, ta hoàng thất sở dĩ đem lãnh phi phàm gia chủ tạm giam, là bởi vì hắn nhúng tay ta thành vệ thự phá án, dẫn đến ta hoàng thất chọc giận đang cát khí điện cùng huyết mạch thánh địa tam đại thế lực bây giờ tam đại thế lực đều phải đoạn tuyệt cùng ta hoàng thất hợp tác vì lắng lại tam đại thế lực lửa giận trẫm cũng là không có cách nào lưu huyền duệ cười hiếp mắt nhưng trong lòng vô cùng phẫn nộ lãnh gia quá dành công kiêu ngạo coi như lãnh phá công là vũ vương cường giả nhưng hắn lưu huyền duệ dù sao cũng là đại uy vương triêu hoàng đế đế uy hạo đảng há lại cho người khác như thế lăng nhục Cuối cùng không đến mức cầm ta lãnh gia tới trút giận a, à, lão phu thế nhưng là nghe nói, ta lãnh gia lãnh phi phàm gia chủ, chỉ là phối hợp thành vệ thự điều tra mà thôi, coi như xảy ra vấn đề gì, sai cũng tại thành vệ thự, há có thể trừng phạt đến ta lãnh gia trên đầu." Lưu Huyền duệ mỉm cười, như lãnh gia chủ thực sự là phối hợp thành vệ thự điều tra. Cái kia trẫm tự nhiên cũng sẽ không nhằm vào lãnh gia chủ, thế nhưng là căn cứ vào trẫm điều tra, trong này tự hồ không phải đơn giản như vậy, nói, Lưu Huyền Duệ trực tiếp từ trên người lấy ra một phong thư, bá ném vào lãnh phá công trong tay, đây là lãnh phi phàm gia chủ cho thành vệ thự cảnh phó thống lĩnh thư tính, trong này, cũng không giống như các hạ nói tới, chỉ là phối hợp điều tra. Lãnh phá công mở ra xem, chỉ thấy bên trong là lãnh phi phàm đối với cảnh đức nguyên mệnh lệnh, yêu cầu hắn nhất thiết phải vô cùng đem tầng trần tạm giam tốt, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào cứu đi, lãnh phá công sầm mặt lại, trong lòng hận không thể đem lãnh phi phàm bổ tâm đều có, cái này lãnh phi phàm, làm việc ẩu như vậy, thậm chí ngay cả tinh vật như vậy đều bị người lưu lại. Quả thực là đầu óc heo A, à, sắc mặt cứng lại, lãnh phá công trầm giọng nói, bệ hạ, khả năng này đúng sai phàm hắn trừng phạt địch sốt ruột, dù sao, cái kia tần trần, tàn sát phùng gia rất nhiều cao thủ, phùng gia cùng ta lãnh gia, quan hệ có chút thân mật, là thường hắn nhất thời nóng vội phía dưới, cho nên có chỗ làm trái quy tắc, nhưng cũng không thể đại biểu cái gì, mặc kệ có thể hay không đại biểu cái gì. Lãnh gia chủ hắn, hoàn toàn chính xác phá hủy ta vương triều luật pháp, thậm chí tại ta thành vệ thự, ra tay đánh nhau, vu hãm người khác, nếu không phải trẫm kịp thời đuổi tới, thậm chí làm hại tầng đại sư suýt chút nữa trọng thương vẫn lạc, ta hoàn thất, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ a. À. Lưu huyền duệ ngữ khí đột nhiên băng lạnh, hoàng tử phạm pháp, còn cùng thứ dân cùng tội lãnh gia chủ thân là ta đại uy vương triêu con dân, há có thể trà đạp ta vương triều luật pháp. Còn là nói lãnh gia chủ đối với ta đại uy vương triêu luật pháp, căn bản vốn không để vào mắt, lưu huyền duệ trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cổ hàng ý lạnh lẽo, bệ hạ hiểu lầm, ta lãnh gia chính là vương triều gia tộc, tự nhiên muốn tuân thủ vương triều luật pháp. Lãnh phá công sắc mặt trì trệ. Cái này tội danh, hắn cũng không dám tiếp, lãnh gia mặc dù không sợ hoàng thất, nhưng trước mắt cũng không phải cùng Hoàng thất vạch mặt thời điểm, tất nhiên ta lãnh gia tại lần này trong sự kiện phải có trách nhiệm, ta lãnh gia tự nhiên cũng sẽ không trí thân sự ngoại, chỉ là không biết bệ hạ muốn thế nào, mới có thể đem lạ thường phóng xuất." Lãnh Phá công trầm giọng nói. "Chuyện này, trẫm cũng không làm chủ được, dù sao chuyện này cũng là bởi vì cái kia Tần đại sư dựng lên, trẫm cũng hỏi thăm qua Tần đại sư, chỉ cần lãnh lão gia chủ chuẩn bị kỹ càng trên tờ đơn những vật này, chuyện này liền coi như không có gì, nói, Lưu Huyền Duệ lại lần nữa đưa tới một trương tờ đơn, tùy tiện liếc qua, lãnh phá công ánh mắt lập tức động lại, thất giai hóa chu quả. Thất giai tim rồng thảo, lục giai cỏ linh lăng lá tím. Cái này, đây đều là cực phẩm linh dược, tên kia là ở lừa đảo A, lãnh phá công phẫn nộ nói, những linh dược này đều cực kỳ trân quý, mỗi một gốc đều có thể xưng giá trên trời, lãnh gia mặc dù kinh doanh đang dược sinh ý, qua nhiều năm như vậy, tích tụ tài vật vô tận, nhưng lập tức lấy ra những linh dược này. Cũng muốn thương cân động cốt, Lưu Huyền Duệ lắc đầu, lãnh lão gia chủ, những thứ này, cũng là tầng đại sư đại biểu tam đại thế lực chỗ sách, trẫm cũng chỉ là làm người trung gian, lãnh lão gia chủ ngươi nên tin tường, chuyện này, trước mắt đã ảnh hưởng đến ta vương triều vận chuyển. Nếu là lãnh lão gia chủ không đem những vật này chuẩn bị kỹ càng, lắng lại tầng đại sư lửa giận, trẫm vì vãn hồi tam đại thế lực, sợ rằng sẽ làm ra một chút xin lỗi lãnh phi phàm chuyện của gia chủ tới, đến lúc đó, liền thỉnh lãnh lão gia chủ thứ lỗi, gặp lãnh phá công ngẩn đầu muốn nói cái gì, Lưu Huyền Duệ liền khoát tay nói, lãnh lão gia chủ cũng đừng nói phía trên này linh dược không có, nhớ kỹ trước kia lãnh gia đối phó nguyên gia thời điểm, nguyên gia rất lớn một bộ phận đồ vật. Đều tiến vào lãnh gia bảo tàng đã trúng A, à, trẫm cũng không tin, đường đường lãnh gia, ngay cả những vật này đều không lấy ra được đương nhiên lãnh lão gia chủ cũng có thể bỏ mặt nhưng mà ta hoàn thất e rằng vì vãn hồi tam đại thế lực không thể không làm ra một chút tổn thương lãnh gia chuyện tới lưu huyền duệ ngữ khí bình tĩnh lại làm cho lãnh phá công trong lòng rung lên hắn biết lưu huyền duệ thật sự nổi giận nếu như là đổi lại những người khác hắn ắt hẳn đem trong tay tờ đơn trực tiếp xé nhưng mà bây giờ hắn đối mặt là lưu huyền duệ đại uy vương triêu đương kim bệ hạ, huống chi, hắn lãnh gia lãnh phi phàm gia chủ, còn tại hoàng thất trong tay, xé nát tờ đơn, chẳng khác gì là cùng hoàng biến đổi sắc mặt mấy lần, lãnh phá công cuối cùng trầm giọng nói, hảo, 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 ta lãnh gia hôm nay nhận thua, cái này đang tử lý đồ vật, ta sẽ nghĩ biện pháp gặp đủ, chỉ là không biết phải chăng là như bệ hạ nói tới, chỉ cần ta gặp đủ đồ vật trong này, liền có thể thả lãnh phi phàm. Lưu Huyền Duệ thản nhiên nói, vậy thì chờ lãnh lão gia chủ trước tiên gặp đủ đang tử lý đồ vật lại nói. Vậy lão phu liền cáo từ, gặp Lưu Huyền Duệ không hề tiếp tục nói dục vọng, lãnh phá công chấp tay một cái, không tiếp tục để ý Lưu Huyền Duệ, đi thẳng đại điện, bệ hạ, cái này lãnh phá công đơn giản quá kiêu ngạo, chỉ vào mình là vũ vương cao thủ, đem hoàng cung xem như địa phương nào. Đơn giản quá mức làm càng, lãnh phá công vừa đi, hoàng hoáng liền tức giận gào thét. Hoàng quang, hắn hoàng hoáng thân là đại nội tổng quản lúc nào bị người như thế từng làm nhục tức đến sắc mặt trắng bệch lửa giận trong lòng như thế nào cũng không cách nào ức chế lưu huyền duệ thở dài một hơi sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ lãnh phá công phách lối hoàn toàn chính xác cũng làm cho hắn tức giận không thôi nhưng mà lưu huyền duệ cũng rất tin tưởng lấy đại uy vương triêu thực lực bây giờ còn căn bản là không có cách động lãnh gia một khi động mà không diệt đối với đại uy vương triêu mà nói chính là một hồi tai họa thật lớn, lãnh gia, vô luận là tại phương diện kinh tế, vẫn là tại trên thực lực, cũng là lệnh hoàng thất cực kỳ kiên kỵ một thế lực, Lưu Huyền Duệ đã sớm nghĩ đối với lãnh gia tiến hành chế tài. Chỉ là vẫn muốn không đến tương đối biện pháp ổn thỏa, chỉ có thể một mực kéo lấy, nhưng bây giờ xem ra, càng mang xuống, lãnh gia càng ngày càng phách lối, một khi chờ lãnh gia đem toàn bộ đại uy vương triêu mệnh mạch trưởng khống lấy, chẳng phải là hắn hoàng thất lưu gia. Đến lúc đó đều phải dựa vào lãnh gia hơi thở mà sống, nghĩ tới đây, Lưu Huyền Duệ nội tâm liền càng thêm khói mù không thôi. Gặp Lưu Huyền Duệ mặt âm trầm kia sắc, Hoàng Hoáng làm sao không hiểu rõ trong lòng đối phương khổ sở, đạo, "Bệ hạ, không cần quan tâm, cái kia Tần đại sư, thế nhưng là Nam cung Ly hội trưởng bọn hắn đều phải cung kính vạn phần nhân vật, bây giờ lãnh gia đắc tội hắn, chắc chắn chịu không nổi, Tần đại sư." Lưu Huyền Duệ ánh mắt sáng lên, "Không biết cái kia Tần đại sư" đến tột cùng là thế lực nào người bây giờ lãnh gia đắc tội tần đại sư nếu là tần đại sư đối với lãnh gia bất mãn nói không chừng lãnh gia liền sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn lưu huyền duệ âm thầm chờ mong mà lúc này lãnh phá công cũng đã về tới lãnh gia phủ đệ lão tổ như thế nào gia chủ người đâu một đám trưởng lão nhao nhao xông tới nhìn thấy lãnh phi phàm cũng không đi theo lãnh phá công cùng nhau trở về từng cái sắc mặt biến hóa các ngươi chuẩn bị xuống trương này đang tử lý đồ vật đây là cái gì mấy vị trưởng lão xem xét sắc mặt lập tức biến đổi cái này đang tử lý đồ vật không có một dạng không phải linh dược trân quý lưu huyền duệ nói chỉ có lấy ra cái này đang tử lý đồ vật mới có thể đem lãnh phi phàm phóng xuất lãnh phá công hừ lạnh nói toàn thân sát ý tăng vọt hắn đường đường ông tổ nhà họ lãnh lúc nào bị như thế uy hiếp qua cái gì thứ này liền xem như chúng ta lãnh gia thu thập cũng muốn xuất ra đại giới một lần, cái kia lưu huyền duệ lão nhi thật không ngờ phách lối, lão tổ, chẳng lẽ ngươi cũng ra mặt, cái kia lưu lão nhi cũng không đem ra chủ thả, theo ta thấy, không bằng cho lưu lão nhi một điểm màu sắc nhìn một chút. Bằng không thật sự cho rằng chúng ta lãnh gia dễ khi dễ, một đám lãnh gia trưởng lão nhao nhao phẫn nộ quát, phản phất thụ bao lớn ủy khuất đồng dạng, không thích hợp. Lãnh phá công hừ lạnh nói, bây giờ, còn không phải cùng vương triều xích mít thời điểm, chúng ta lãnh gia mặc dù chiếm giữ vương triều rất nhiều sinh ý nhưng mà cũng không đến một tay che trời tình cảnh một khi đánh rắn không chết xui xẻo ngược lại là chúng ta vậy chúng ta chẳng lẽ liền nhịn như thế một cái trưởng lão phẫn nộ nói vậy ngươi cảm thấy đâu lãnh phá công lạnh lùng nhìn về phía hắn nghe lưu lão nhi nói tới những vật này cũng là cái kia tầng trần đòi một cái nho nhỏ năm nước dân đen cũng dám thừa cơ công phu sư tử ngoạm gõ ta lãnh gia đòn trúc nhưng hắn trước tiên phách lối phúc chốc. Chờ chuyện này giải sau đó, lại đến tìm hắn tính sổ sách, đến lúc đó, lão phu muốn hắn liền thịt mang xương cốt, tất cả đều cho ta phun ra, rốt cuộc là cái kiên quyết quả quyết kiêu hùng, lãnh phá công quyết định, lập tức vận dụng lãnh gia giao thiệp, bắt đầu thu thập trong danh sách linh dược, đại uy vương triêu, sản vật phong phú, tờ đơn kia lên đồ vật, cũng đích xác là tần trần tại lưu huyền duệ hỏi thăm như thế nào trừng trị lãnh gia thời điểm mới lấy ra cũng là từ đại uy vương triêu thực tế xuất phát hơn nữa chính mình kế tiếp đột phá vũ tôn cảnh giới lập tức dùng được linh dược tự nhiên cũng là đại uy vương triêu có thể tìm được tại lãnh gia tìm kiếm khắp nơi trên tờ đơn linh dược thời điểm tần trần tại đang cắt nghỉ ngơi hai ngày sau đó lúc này mới xuất quan trong hai ngày này vì cảm tạ trác thanh phong các chủ hỗ trợ tần trần cũng cho trác các chủ một chút chân lực điều dưỡng bí pháp mà trác các chủ tại dưới sự kích động trực tiếp lâm vào bế quan bên trong đến bây giờ còn không xuất quan, mà tần trần tỉnh dưỡng kết thúc về sau, trước tiên, nhưng là tiến đến bái phỏng khí điện, từ U Thiên Tuyết bọn hắn trong miệng, tần trần cũng biết những ngày này chuyện xảy ra, đồng thời cũng minh bạch. Lưu huyền duệ sở dĩ khí thế như vậy hung hung dết hướng về thành vệ thự, cùng hắn an bài sau đó, khí điện điện chủ gia luật hồng đào cùng huyết mạch thánh địa nam cung ly hội trưởng hỗ trợ, thoát không khỏi liên quan. Tần Trần là một cái người tri ân báo đáp, bởi vậy trước tiên, liền tự mình tiến đến bái phỏng gia luật hồng đào, Tần Trần được phóng thích, thành vệ thự bị nghiêm trị tin tức. Mấy ngày nay tại trong hoàng thành đã sớm truyền khắp, gia luật hồng đào thân là khí điện điện chủ, đương nhiên sẽ không không nghe nói, hai ngày này, tâm tình của hắn mặc dù rất vui vẻ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng vẫn là có chút bận tâm, hận không thể trước tiên liền đi đang cắt tìm Tần Trần, đi hỏi thăm cái kia lãnh hỏa ngưng binh thuật, chỉ bất quá. Hắn cũng biết Tần Trần vừa mới được phóng thích, không tiện tùy tiện quấy rầy, cho nên cố nén không hề động thân, mà là tại khí điện bên trong đau khổ chờ lấy, mỗi ngày, đều có thụ dày vò, trong lòng giống như là ngàn vạn cái con kiến đang bò, thống khổ muốn chết, mắt thấy cũng nhanh chịu không được, đang chuẩn bị thẳng hướng đang cát, liền được tần trần tới bái phỏng tin tức, nhanh nhanh nhanh, mau mau cho mời, dưới sự kích động. Gia luật hồng đào suýt chút nữa không có nhảy dựng lên, trực tiếp cấp hống hống xông về đại sảnh, các hạ chính là tầng đại sư, cứ việc đối tần Trần tư liệu đã có biết, nhưng nhìn đến tần Trần chân nhân sau đó, gia luật Hồng Đào vẫn sợ hết hồn, đây quả thực quá trẻ tuổi, thậm chí vượt xa khỏi hắn đoán trước, trên người người này thật sự có lãnh hỏa ngưng binh thuật. Vốn là, gia luật Hồng Đào đối với tần Trần là tràn đầy chờ mong, nhưng nhìn đến chân nhân sau đó, một trái tim lập tức trầm xuống, bị tần Trần lợi dụng cũng không bị gì, hắn sợ nhất chính là chính mình tâm tâm niệm niệm lãnh hỏa ngưng binh thuật chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, hy vọng cũng liền tan vỡ. Vị này chính là gia luật hồng đào điện chủ a, tại hạ tầng trần gặp qua điện chủ trong kiếp trước, gia luật hồng đào dạng này lục giai đỉnh phong luyện khí sư tại tầng trần trong mắt, đó là căn bản không có chỗ xếp hạng, thậm chí ngay cả gặp hắn một lần đều cực kỳ khó khăn. Nhưng hôm nay, xưa đâu bằng nay, gia luật hồng đào đối với hắn, dù sao cũng là có đại ân tần trần thái độ cũng video được. đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký